Không làm công chúa thướt tha nữa, Đào Lê Phương Hoa thử sức ở các môn thể thao, môn nào cũng lên xu hướng. Nhắc đến chiếc chèn mặc váy công chúa chạy sau lưng thời gian trước, chắc hẳn không thể không kể tên cô nàng Đào Lê Phương Hoa với tận hai phiên bản váy xanh và hồng cực hút mắt này rồi phải không nào? Tà váy bay bay, voan hoa bồng bềnh cùng mái tóc xoăn dài đúng chuẩn công chúa nàng thơ. Thế nhưng ngay sau đó, một loạt các clip đu trend khác của cô nàng ra đời, cùng với phiên bản Đào Lê Phương Hoa năng động khi chơi các môn thể thao lại cũng hợp lý cực kỳ nhá. Đầu tiên là trend đá bóng, Hoa trong bộ đồ cầu thủ màu đỏ, lo choi nghịch ngợm vô cùng đáng yêu. Và đương nhiên, không thể thiếu màn biến hình sang nữ nhân mềm dẻo, chuẩn chắc, hút mắt từng nhịp. Hết đá bóng đến đánh cầu lông, rồi biến hình nhún nhảy trên nền nhạc bài hát của ca sĩ Sơn Tùng MTV. Tuy clip này không quá đầu tư về góc quay, bối cảnh hay trang phục, nhưng vẻ xinh đẹp của cô nàng vẫn thu về hơn 1 triệu lượt view. Bóng bánh cầu lông xong, lại còn học múa quạt. Và hình tượng Phương Hoa để tóc mái bằng theo style Nhật Bản ma mị cũng lần nữa khiến nhiều fan thổn thức. Có thể nói Đào Lê Phương Hoa là một cô nàng khá chịu khó thay đổi style của mình. Nhưng mà được cái style nào cũng đẹp, cũng hợp lý phết nhở. Chung Phương Hoa sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng, đầu tư hơn nữa và phát triển trên con đường trở thành KOL của mình nhé. Còn các bạn, like, share và subscribe để cùng TV Trends cập nhật những câu chuyện thú vị nào. Take my hand.